cái chế tôi cho tao tao là liệt đó chứ như cái tao là phải nè để ăn đồ để mà nó ra thỏ nó ở cũng đi tiền mà để làm gì chứ đại nhau thì là chế tôi hay chè lại chấm lên nào lại tôi mua lại ta ơi lại ta đầu ta đi thằng nó thảy ta nè chị là cho đấy mấy con hay là cho trang chế không bị để sao hay có ý chị là nó cho anh thu cái nó họ để đúng là để lên nào lại ta để nay rồi để ông này của tôi thì chế tuệ bê chả chớ rồi xin à nó lại ta tôi muốn đầu ta cái đã cam mua lại tôi nó rồi à giờ cảnh ách cứ khá cảnh một cố giờ cảnh ý à nó chỉ lưng chỉ hỏi nhau không nếm lại hơi chán nó cái đấy muốn mua đây là chị như là cho anh chị này cho anh chị này cho anh chị phần này cho họ này để cho nó chị ở bên ngô đã khá xa chứ em ô lia vậy là mình tôi mua cho tờ vậy là mất cho mấy người là sợ cho mấy người chơi cái này cho thầu ấy lấy chế gỗ lên này nè rồi em mua tù cái tên này thì hiệu của chị nữa chứ để cho anh chị cho hồng đi lúc đó em để là một đít chai đấy để chồng trên này là mất cho thầu tôi nó làm gì để thầu em để là một đít chai là mất chồng trên nó thông chung cho họ tư ha chị chạy nhà luôn cho em đeo cho nó chơi muốn chị ta rồi cho muốn mất đây này rồi em mua cái gì cái xa cái mỏng cái xa chứ không chứ vậy chúng mua khác tôi không chạy chạy đi chạy liên nó mua đeo nữa chị ơi đâu ta chị ơi tập đây à thế chị mua đi đâu tôi phải cho cái tê bị nào nữa kể pha pha đi để tên là chị rồi là chị lúc kể đi cháu pha sắp rồi đấy cô ơi chị tôi chỉ sẽ xa rồi lên à chị nhớ cái tên nữa chị nói là thả lúa e pha sắp rồi ủa hả ủa được sao con rồi tao tao sợ ha ở đây cha mà nhau lên đỡ ấy kẻ phá tiêu lo giang về người thân nhắc khăn che nữa to hả về nhẹ lo về 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 từ bên thôn bên đó tôi bị lo hò nhà tôi lo chẳng đấy nè ừ. Nhà lo đấy chả đó chị tê anh nói chị em hỏi bây tôi ủa lo ôi sao đấy tê cho lưu thiên mới cho cái gì ô nỉa chẳng thôi nó nhắn nó lỏi ô chế nó chê bé ô tô đi chạy chê chạy trong linh tờ hư chị tự thỏ lấy ô lúc tết gì thôi nhờ chờ chị tự này tao đi chạy chạy trong linh tờ hư thế nào á cụ này là chả nuôi nhang lắm lò chả nuôi nhang chị nhiều khỏi cho to y sùng to là do sùng nè chả nó nè đang còn lý do là quay sùng đê trái nó ó sùng à
nông dân nó lại cho lại ôi xong chè lo lo đi nữa nữa cho con của chị tao à thế của nhà là chỗ này chị nhầm lo lấy áng này lo lấy áng xí chè của nhà là giờ to rồi em lo chỗ hết nè chỗ nhó trâu tí nơi khỏi lúa ta nhó trâu tí nơi nè chị nữa nhó em lo lấy nào nhầm lo lấy của nhà là lấy tu lo chỗ tí nơi thia lấy tu của nhà là chỗ tu bao xong nữa tu bao xong về là mà đi mua khóa nó trôi dù nữa bao xong chè dù tu chè lợi dù khen đông tôi cho nữa chè lua tê xôi rầu chè dù nhau dù lua nè dù lua thêm dù 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 trô dù lua dù sữa chẳng có như cuộc này là cứ đi giờ nhẹ là chỉ cứ lo tới bây giờ chỉ tao chè là cứ sắp lời nữa cuộc trò nuôi chè cứ hay tôi nuôn ra chè tôi nuôn dâu cụ chè nhưng mà khi sắp lời này linh luôn tế nó luôn thành thò giờ trống tế nó nè lúc trống thì nó thía lúc trống hồng đơn ta nó thía trời sổ lúc trống nó thía bê lúc trống nó chè cụ nhờ là luôn luôn nè luôn mà chú luôn ít liều mà thế này luôn ta tên nó nhận lên đâu nó chị luôn mà luôn xa xa kia cái dù cho là tên nó đâu nó không nó chạy cho kỳ sắp là ly ơ nhờ đi nó đây nhá rê giờ lại tôi xuống nó người ta hiểu chị thay nhân tao một tôi luôn nghe nhở tụ đen đường chia xì rồi nó nè tụ đen nào mà chết chết hiện tụ đen nè hiện từ thời nay thời xong chỉ tu nè trên đâu khó nè trên đường từ mi nè trên đường này trên đường lo nè lời nói này thế thì ní mà tự đâu tiêu bé chỗ em chơi chơi tự nào mà có chỉ muốn lúc học trẻ hổ cái liếm chú cho cái liếm cho nó chơi vui vàng thằng con này là giờ mua pan cho tôi ra lúa bố sáu này ra sáu chè cứ chuẩn bị tao mua giang sầu hả nè cho chè thế cho tôi đi cho nửa tuổi nè nửa tuổi chè giờ tao làm gì đó tới chỉ chờ nó nói chuyện chuẩn bị tao trong pan nè và tới nửa loài tôi nửa tê xong tê mà nửa mà đi trong pan nè chị nhau nhau khổ lo nắng rồi tôi mà tao lại mày lấy nhau chó xe tôi ba của tôi chó xe tôi ôm mà đừng nuôi mà nếu khi lấy nhiều con nhỏ phá phá ơ bé lì hông chè tao đã phá liền khô rồi ăn hông này của tôi chỉ chế với tôi ăn chế thì tao phá một nó con nó nào kia sẽ tiệt sản mà phá thì tiệt đi thôi luôn lấy mà lấy cơm từ ba rúng có hai chỗ nhỏ nó nè chỗ kia nó chê chỗ chơi chỗ nhỏ nó dùng một phá nó rồi chỗ kia nó tôi muốn khơi lấy rồi mà tại sao tiền nào tua chả na muốn nó mình chỉ hỏi sống mà mua là mình chạy chín mua tới tới ba hết sửa phá hiện là dư mẫu mua thì rồi lo đi chạy chín bao quá té phá phá ô mua chỉ tao kiểu tờ ấy ô như là những lúc mà chơi mua là khi lo tao nhàng chuẩn mi mi nè tôi nhàng bỏ tan cho tôi chuẩn lan xe hông thế thế nào là một lúa ta
có sắp lỡ con này để tiến nó nhỏ nó nhẹ nhớ cho về cô hãy rộng về nó nè con này nó luôn rồi nó luôn chỉ đầu ta luôn chỉ kinh nó phải phải mà luôn mà chỉ kinh là lỡ đó để thứ gì nên ta mà lấy tôi luôn để phá sắp lỡ nè chỉ kinh nữa lấy nhau lấy một nó nữa thôi lên nuôi lấy chưa thôi ạ nhà khánh nè dạ chào với tôi đây đang giấy nợ bố mua nè tôi muốn tàu cô lên tàu ô cái gì về đây thế nè có gì nữa toàn có một chân đợi cái ta đợi cái tay chờ cho cái lũ lũ nó này lũ to đây một chút nữa lúa cho té nó nè cái gì đó là lo 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 mà cái cô mà do mà con thịt cái gì thì nhưng mà lúc giờ anh nhờ Oh,
từ từ xem nè. Cái chị là chị tao lo lắm á. Ê thông thế chị ạ. Đi bếp 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 thông này chở luôn tống chuyện đi. Nó phá kia rồi. Cái những độ thổ phát sắp tới. Nó lâu lắm rồi. Trời ơi, chị tôi đã lâu cơ lo tàn đau hiểu nhá. Nhiều khổ lúc này tính ra không cần lo này. Nhưng cái đó chị lo tìm luôn. Tàn đau hiểu như thế. Thế chị? Mua chị chết theo. Thế luôn như là phá sai. Chị chạy mua. Mày giờ nó này để thoa cán tông tà đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tụi chú nhớ bị cái chế cho nên thì cổ lợi chế. Các bà hãy có chỉ lo bé mũ nhớ thì chế tao các chú nà. Ê tao ngỡ thì có tư lo luôn đại thì các chỉ lo lo nên chế. Ủa tròn tù nà, ủa tròn tù thì cổ lợi chế chế bế cứ ở mũ chế lo. Chế đó là cổ chỉ lo thế thế nà. Cổ chỉ lo thế thế. Ừ, thế ở mũ chế nà. Ờ, tí này mình đang thấy chén chế. Lô 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 lô. Sá tăng đây hỏi cho nó chê. Trống nó. Trống nó chê dòi lo li xin á. Trống nó thia khỏi nó trọc vô hậu dây em lo li. Còn nửa lấy li chê dòi khỏi nhó sá tì. Nó xin á. Khỏi nó chê. Khỏi đó tì nó chê dòi. Sá kế nó. Sá kế mù trọc vô trọc nạc quán á. Nạc quán nạc tì ná. Thì còn nửa cú dòi mô khỏi nó. Nè mông tỏ nâu mô trông phú là đối trẻ. Tế nà nà, của nè mô ế cú của nè bất tỏ. Họ phế của mô đọc khỏi. Lua lấy nó nà. Nó khẩu đó là lua tán nâu mô. Thế thì chỉ phá ế. Thế mô yêu gì nà. Nè đó là mô dạy mô mỗi lúa chả. Nên rầy. Chờ. Lua hả bế không? Còn nãy giờ em lo khó còn này rồi tôm lo chọn đông nó plau xong nè plau xong mà chỉ lấy tôm đâu hiểu lo ở trong dù mới dù nhe dù cho tôi chiều đó mà món lo khó tôi dù cho tôi dù ông khẽ chơi dù lại ông lo khó chỉ mới nhe dù ai nhở chỉ mới nhe dù ai chơi dù rồi tôi tôm lo liền tôi hay mua à tôi dù ua chơi dù thế lấy hay nè nè lúc của nó phải không? Cái nó của ta nó thì nó sẽ chế biến được bài là giờ bên này thì nhiều có cho sư giờ chỉ tao lo này có cho tránh nó sư hỏi cho nó lo giờ này nó giờ tiếp cho tao xong rồi tao lo rồi thế
phá phá ô tôi bỏ của tôi chỉ rồi nè, còn bay chê lo liền nè, phá thấp lỡ bay chê lo liền ô lo gì liền nè, kia phá đông phá thiên cho nó muốn nói chơi tôi lui nói chơi ta mi ai khó lướt ta là nó chỉ lời tôi su tôi lo chuyện đó tôi khổ này nó khổ khổ chị vì nó cho hậu thì tạm một đôi thì lướt chị thì nó luôn nó cho nó trở dâm lo li thế nào cho nó dâm nó trở dâm lo li thế đó chị mày của chị là cứ lấy tôi này tôi bảo chồng để nó cho chị vừa lấy khả là vừa tôi mua vừa đang lướt trong bẹp bảo mà như thế là lấy thế nào chị của tôi người ta đang đây là chị cũng muốn đi bay bay gì bay trâu bố đàn liên bay đàn liên bay sẽ từ kia sẽ một sẽ bỏ bỏ từ từ ở trong thung này của chị là của chị cũng bay lại này của chị nhé chồng bố té về của chị bay lại thế này chị biết là bay chị nó sư khó phá hồ bay trâu bố nó gì hả gì hả tôi đang đợi của nền đại liên nó đại liên nó thì mua phái đồ của nền nội bế gì nè bế cử ti khả nhập bế nó thì trong gọi là chi gì nó cho bế nó thì hay của chỉ lệ là nhà chỉ cho này còn cho nó gọi cho số nữa gì nào thì nó lo hồ gọi nó gì nào thì gì nào nó thì gì nào nó thì gì trên đoạn của nhà tôi dần dần cái lệ tôi cử thiết bê hoặc là nhà bố là cái lệ là gì nhá nhưng tôi cử thiết ở lệ xuống này nè nhưng tôi cũng cho mấy ông gọi nhau lên đời xuống còn nhà đại liên là gì tí đại liên từ rất nhiều nó tên là gì trong vi ta nó là trong vi ta nào đại liên nào mà có tôi cứ mà khó sẽ sắp là rồi còn nhà bé vật tế bên này thì nhà đại muốn chế tác cho cho nó muốn tôi dùng đóng đây nè cái chuẩn mình mê hay chế của sinh nhạc ăn chay hay dọng nếu giờ mà muốn thì có bộ chi ạ giờ mà muốn thì có bộ chi nhìn lấy từ lúc họ té rồi đó từ lúc họ té rồi cơ chạy lên nhanh tí nha lấy lên nhanh tí uống lên ô tan trọ còn lên này chỉ lấy bột nha giờ tôi mua phải ở bên lên ô lớn hơn này cái gì lại hơn à ô người bị đàn tôi giáng nó lỗ nó chỉ bé tiền gạo tới mùa sấy từ đó nè thì cũng lỡ hơi chỉ mùa thì chúng ta dùng để nuôi sấy nè chị nhưng cũng tôi chỉ để cũng tiền gạo mùa sấy xí thì bé lò bảy chín ô khỏi tiết tiền nó không lên tàu ô thế là nếu mà thải nó đeo khỏi nó rồi trong đó nè cái tám năm đó là quay xong xét là quay đi cha hết rồi chưa có rồi chưa có rồi chưa có rồi sau này chưa mà là quay nữa đấy cái em đã lỡ cái này mình chết rồi quay xong này chẳng bao giờ chưa hỏi nó chẳng chờ bé nữa mình xin đi đâu là chưa hỏi nữa nhớ rồi lấy sau đi xin tôi